Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn vừa phối hợp Ban Giám đốc và Công đoàn Cơ sở Xí nghiệp Môi trường Đô thị Tri Tôn tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động của xí nghiệp. Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp cùng nhau tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó và chia sẻ. Với 40 suất ăn được bổ sung nhiều món ăn ngon giúp đoàn viên người lao động có bữa ăn ngon đủ chất dinh dưỡng, mỗi suất trị giá 70.000 đồng, trong đó Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 50.000 đồng, còn lại do đơn vị hỗ trợ. Tuy chỉ là bữa cơm như những ngày bình thường nhưng chứa đựng sự nghĩa tình, sự quan tâm chăm sóc của xí nghiệp và tổ chức công đoàn đến với công nhân lao động. Tại bữa cơm, Công đoàn Xí nghiệp Môi trường Đô thị Quyền Tri Tôn chúc mừng đồng viên người lao động và ôn lại kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Dịp này, Liên đoàn Lao động Quyền Tri Tôn cũng tặng 5 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 4 bộ áo dài cho nữ công nhân lao động của xí nghiệp trị giá 1.200.000 đồng.